Đập vào đây thật là khô cằn. Cứu tôi! Hả? Cứu tôi mày! Tiếng gì vậy? Hả? Có ai gặp nạn à? Mày không thoát được đâu. Con rùa nước chết tiệt kia, dòng loại của mày đã bị tiêu diệt sạch. Bây giờ mày định chạy đi đâu? Chết tiệt, thiệt ra là một con rồng lửa dữ tợn đang định muốn giết chết một con rùa nước cấp 2. Mày kiếp, mau tránh ra, mau cút đi, thả cho con rùa nước này. Mẹ kiếp, như thế này, một con Pokemon ít kỳ diệu à. Chết tiệt, mày đang xen vào chuyện của loài chúng tao đó. Lâm ơn, cứu tôi. Nếu tôi chết rồi, loài ít kỳ diệu sẽ bị tiệt chủng. Bọn chúng đã giết sạch gia đình của tôi rồi. Đừng lo, loài Pokemon ít kỳ diệu của chúng tôi luôn giúp đỡ sinh vật yếu đuối khác. Tôi thấy chuyện bất bình như thế này không bỏ qua đâu. Hồ kiếp, vậy thì tao sẽ cho mày chết chung với con hồ nước đó. Hả? Hay quá, cuối cùng cũng đánh bại được thứ này rồi. Không hay đâu, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm tới đây để báo thù loài của cậu. Hả? Vậy thì hãy nhanh chóng theo tôi vào gặp chúa tể của tôi. Ông ấy chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện này. Không có gì đâu, tất cả chúng ta đều là loài Pokemon hệ cỏ nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Vâng, thưa chúa tể ớt kỳ diệu Mega, ngài đúng là một thủ lĩnh thật tuyệt vời. Không những giúp chúng tôi đánh đuổi lũ Pokemon xấu xa bảo vệ lãnh thổ mà còn cho chúng tôi rất nhiều thức ăn nữa. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Không có gì đâu, bây giờ chúng tôi hùng mạnh, chúng tôi giúp đỡ các cậu. Sau này chúng tôi gặp chuyện gì, các cậu hãy nhớ giúp đỡ lại chúng tôi. Được rồi, các cậu nhanh chóng quay về lãnh địa của mình đi. Tới rồi. Thưa chúa tể Mega ớt kỳ diệu, có chuyện không hay xảy ra rồi. Tôi vừa cứu được một chú rùa nước cấp 2. Chú ấy đang bị một con rồng lửa giết chết. Cái gì? Loài rồng lửa lại chiến tranh với loài rùa nước à? Này, có chuyện gì xảy ra với loài của các ngươi vậy? Các thưa Mega ớt kỳ diệu, chúng tôi vì một xô xát nhỏ nên đã lỡ tay giết chết một con rồng lửa cấp 1. Thật không ngờ lũ rồng lửa đó vô cùng thâm độc, muốn chiếm cả lãnh địa của chúng tôi nên đã dẫn dụ Pokemon truyền thuyết Golden xuống và tàn sát sạch sẽ loài rùa của chúng tôi. Tôi may mắn chạy tới đây thì được thuộc hạ của ngài cứu. Thì ra là vậy, chuyện nhỏ xé ra to. Đã vậy còn mời Golden xuống tham gia trận chiến này. Lũ rồng lửa đó thật khốn kiếp, nhưng bọn ta cũng chỉ là những Pokemon bình thường, không thể nào chống lại bọn chúng được. Vậy không lẽ loài của tôi sẽ phải chịu chết oan ức hay sao? nhưng hồi nãy thuộc hạ của ngài đã cùng tôi giết chết một con rồng lửa, chắc chắn bọn chúng sẽ kéo tới đây gây chuyện với loài của ngài. Thưa chúa tể Mega ớt kỳ diệu, mặc dù chúng tôi chỉ là khách nhưng chúng tôi thấy ngài gặp chuyện cũng không bỏ đi đâu. Hả? Nhưng làm sao các ngươi có thể giúp bọn ta bây giờ? Ngài đừng quá lo lắng. Mặc dù tôi không mạnh mẽ, nhưng trước đây tôi từng có một hẹn ước với rồng truyền thuyết Rayquaza. Để tôi di chuyển lên đỉnh núi Quang Minh, gọi rồng truyền thuyết ra và kêu ông ấy xuống núi giúp đỡ chúng ta. Cái gì? Rồng truyền thuyết Rayquaza? Hay lắm. Vậy vạn sự nhờ ngươi. Được rồi, tôi đi đây. Cuối cùng cái lãnh địa rộng lớn của loài rùa nước đã thuộc về chúng ta. Cấp bao, có chuyện không hay xảy ra rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Rồng lửa cấp 2? Một chiến binh rồng lửa cấp 3 đã bị tử nạn khi chi sát một con rùa nước cấp 2 đến lãnh địa của loài ớt kỳ diệu. Cái gì chứ? Tất cả anh em, mau tập trung lại coi. Khốn kiếp, không lẽ lũ ớt kỳ diệu giúp lũ rùa nước đó chống lại chúng ta? Đúng vậy đó. Thưa thủ lĩnh rồng lửa mê đây, bọn chúng còn bảo vệ con rùa nước đó nữa. Ủa, bọn chúng muốn gây chuyện à? Vậy thì chúng ta đến đó hỏi rõ chân đen. Cuối cùng cũng đã tới được đỉnh núi cao nhất Đại Quang Minh. Này, rồng truyền thuyết đây quá già, tôi cần ông hãy mau xuất hiện đi. Lời hứa năm xưa mà tôi từng giúp đỡ con của ông, bây giờ tôi muốn thực hiện đó. Được, năm xưa ngươi đã vô tình cứu một cái trứng rồng của ta, ta đã cho ngươi một lời hứa. Bây giờ ngươi cần, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mau nói đi. Hay lắm, lũ rồng lửa, bọn chúng càng quét hết tất cả, giết sạch loài rùa nước. Bây giờ còn định tấn công loài ếch kỳ diệu
Pokemon hề có giống như tôi. À, đây chính là cuộc chiến giữa những Pokemon bình thường. Ngươi gọi ta xuất hiện, không lẽ là chỉ để giải quyết bọn chúng thôi hay sao? Không, không đơn giản như vậy đâu. Lũ rồng lửa đó, bằng một cách nào đó, đã dẫn dụ Pokemon thần thoại Golden xuống và tàn sát tất cả. Bây giờ, chỉ có ông mới ngăn cản được Golden, ngăn cản được lũ rồng lửa đó mà thôi. Ồ, hóa ra là vậy. Tên Golden chết tiệt, sao hắn lại làm vậy chứ? Được rồi, ta hiểu ý của người. Ta sẽ đi đây. Thành chúa tệ ớt kỳ diệu, người mau ra đây. Nếu không, bọn ta sẽ san bằng tất cả lãnh địa của ngươi. Loại Pokemon hệ cỏ của các ngươi kỵ hệ với loại của ta. Chỉ cần một lệnh của ta thôi, lãnh địa của ngươi sẽ tan thành tro bụi. Mau dừng lại, tình thủ lĩnh rồng lửa Mega Y và Mega X kia. Các ngươi đừng cậy thế, được bảo hộ của Pokemon Golden mà tới đây làm loạn. Ồ, các ngươi cũng biết chuyện này nữa à? Nhưng không cần đến sức mạnh của ngài ấy, bọn ta đủ xó sổ các ngươi rồi. Nếu biết đều thì mau giao con rùa nước cấp 2 và con ếch kỳ diệu đã giết thuộc hạ của ta ra. Còn nếu không thì đừng có trách. Đây là nhà của ta, các ngươi không có quyền ra lệnh. Anh em đâu, tiến lên, cho bọn chúng một bài học đi. Dùng súc tu của chúng ta đánh gãy chân bọn chúng. Mẹ kiếp, giết sạch lúa ếch kỳ diệu này cho ta. Cái gì thế kia? Hả? Rồng thật thôi, rây quá da. Tại sao ông lại tấn công chúng tôi? Ta nghe nói các ngươi gây náo loạn thế giới Pokemon, giết hại vô số sinh vật. Hôm nay, chính mắt ta từ xa đã chứng kiến. Ta không thể nào đứng nhìn và quyết định tiêu diệt các ngươi. Chết tiệt. Con rồng rầy quá già khốn kiếp đó đã đánh mình văng ra khỏi đây rồi. Không được. Mình sẽ không quay lại chiến trường đó đâu. Mình sẽ đi tìm Golden. Chết đi, lũ rồng lửa đáng ghét này. Thật đáng đời chúng mày. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Thưa rồng thần đi quá già. Không có gì đâu. Đây chỉ là một lời hứa với một Pokemon hệ cỏ mà ta thực hiện mà thôi. Và lại, thay chuyện bất bình, ta cũng sẽ không đứng nhìn đâu. Nhưng khoan, chắc chắn tên Pokemon thần thoại Golden sẽ tìm các ngươi để trừng phạt vì các ngươi dám làm hại lũ rồng lửa kia. Được rồi, vậy thì để ta nhanh chân tới chỗ của tên Golden ngăn cản chuyện này trước. Golden ơi, ông ở đâu rồi? Cứu loài rồng lửa của chúng tôi. Hả? Không phải ta đã giúp các ngươi đánh bại loài rùa nước rồi sao? Bây giờ ngươi tới đây làm gì nữa? Chúng tôi đang chuẩn bị kéo quân về thì lũ hết kỳ diệu cùng với tinh rồng đầy qua già đã tấn công lén chúng tôi, giết hại con cháu của tôi. Bọn chúng còn đòi ăn tươi nuốt sống tôi nữa chứ. Tôi có kêu chúng tôi được bảo hộ của Golden, nhưng bọn chúng không sợ. Bọn chúng còn đòi muốn lấy mạng của ngài nữa. Cái gì? Người nói có thật không? Thật mà. Golden, người đâu rồi? Là rồng rầy quá già. Hắn tới kìa, cứu tôi đi. Lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng tại sao ngươi lại giúp lũ rồng lửa xấu xa kia đi tàn sát những Pokemon vô tội khác chứ? Đó là chuyện của ta. Ta làm những gì thì ta biết giới hạn của mình. Không cần ngươi phải ra lệnh. Đây là lãnh địa của ta, ngươi đừng có láo cá. Mẹ kiếp, Golden, ngươi vẫn ngông nghênh như ngày nào. Hèn chi mà lũ rồng lửa đó vừa hơi ngươi lại trở nên độc ác đến như vậy. Hôm nay ta sẽ thay mặt đấng sáng tạo dạy dỗ ngươi. Cái gì chứ? Tình khốn kiếp này, ngươi quá đáng lắm đó. Con rồng cày quá da kia, ngươi đừng đem đấng sáng tạo ra hù dọa ta. Ta sẽ giết chết ngươi để cho thế gian này mất đi một con Pokemon thần thoại. Đúng vậy, sức mạnh của ta và ngươi ngang nhau, không ai làm hại ai được cả. Tuy nhiên mấy ngày trước ta đã được đấng sáng tạo triệu hồi và cho ta biết một thông tin rằng ngày ấy đã nhận được một báo cáo vô cùng xấu xa từ băng điểu về người. Nên ngày ấy đã ban cho ta một sức mạnh để ta xuống thế giới Pokemon này trừng phạt ngươi. Không thể nào. Mega rầy quá già. Không, ta không làm sai. Rồng lửa
vậy thôi. Pokemon Mewtwo, Pokemon Mewtwo, này đang ở đâu? Ai, ai bảo thù cho cậu đến?